quay cho khác quay. Anh là ai? Tao người dân đây là bức xúc tao. Dân nào? Tôi không cần thiết dân là anh là bức xúc nhá. Anh là tên gì? Được chưa? Khu vực bệnh viện, tôi người bệnh viện đấy nhá. Tôi là người dân đi đường đấy. Anh bỏ ra nhá. Đừng có hỗn. Đừng trách tôi. Được chưa? Tôi đã làm gì đâu mà tôi anh trách tôi là như nào? Tôi yêu cầu anh phải xin lỗi tôi đấy. Tôi nhá. Làm gì mà xin lỗi anh ạ? Anh bắt tôi sai. Tôi không bắt sai. Tự nhiên anh bắt tôi để làm cái gì? Tại sao tự nhiên tôi bắt tôi ngay từ giờ xe tôi hướng dẫn để thế đi anh phải dẫn luật ra tôi nhá. Tôi đã dẫn luật cho anh rồi đấy. Luật đâu mang đây? Luật doanh người ta tôi phải mang ra đây cho anh. Cái luật đấy là trách nhiệm của anh phải mang cho tôi. Mà anh phải đảm bảo an toàn cho tôi nhá. Tôi đang đảm tôi bảo. Tôi không thích những cái người dân nào bức xúc ở đây cả nhá. Chả có gì bức xúc ở đây. Dân tự nhiên bức xúc ra đây làm gì? Tôi đang đảm bảo an toàn cho anh yên tâm cái điều đấy. Tôi quay hết rồi đấy. Tôi còn lạ gì các anh nữa hả? Bình thường ơi. Người dân bức xúc à? Anh có cả người dân bức xúc rồi à? Tiếp thị sữa đúng không?